Chào anh em, chào bà con, chào mừng anh em bà con đến với siêu thị Hùng Thắng. Hôm nay bên siêu thị Hùng Thắng có về một con phát điện, quay chia sẻ cho anh em xem. Đây là một con phát điện 20 kVA, tua 1400. Máy về chỉ có máy và cục dynamo và không có sườn và không có két nước. Về bên xưởng mình làm một cái dàn sườn để cắt xi đó, với cắt nước, với gắn vô một cái đồng hồ phát điện ra và một cái bo để phát điện ra, là cái bo là cái này nè. Đó. Máy này thì 46 HP, cục dynamo là 20 kVA. Máy được kiểm tra ok hết và thay nhớt và test nổ thử tải đồ ok hết. Đây là 4T86, còn gọi là dân ma 86. Đây nó cung lê luôn nha anh em. Này là cái này cung lê luôn nè, tại cái máy là nó cũng có màu này nè, về nó chốc quá rồi, sơn là màu đen. Anh em nào có nhu cầu thì mua bán gì xài đó liên hệ mình, test máy cho coi. Tải là thùng hàng, hàng im lắm, có tải, có thử tải rồi. Đây máy chút xíu test đúng dòng điện cho anh em xem. Máy này được tháo qua kiểm tra là được hạ gạch tay rồi, kiểm tra mẻn có cái tăng đa, nắp thì chưa bung, cái sơn thì lấm tấm rồi, được phủ lại màu đen. Sơn không quan trọng đâu anh em ơi, chủ yếu làm cho đẹp thẩm mỹ thôi, chứ thật sự máy chất không chất là đề cái hơi sạc ti là mình biết liền. Kết nước làm mát, nói chung anh em mua về là sử dụng luôn, chỉ câu điện ra là xong rồi. Bô bằng cái nóc luôn nha anh em, bô ghim đấy luôn á. Ở đó nó quay ra trước, bây giờ mình quay lại ngược ra đằng sau. Đây, tôi test máy cho anh em xem nha. Đây. Test máy nha anh em. Máy rất là nhạy anh em ơi, chấm nhiều chạy.
máy thì đã sơn đây nha anh em, sơn phủ lại màu đen, nó là đúng là cái màu xám trắng này nè, màu đúng theo dynamo luôn. Và về thấy chóc chạy quá, tại vì máy này mới trần, bỏ ngày mưa nắng chóc chạy quá. Máy thì ở trong đẹp lắm, nguyên zin, bao anh em cô bác nguyên zin. Anh em cô bác nào mà thấy phù hợp công việc của mình thì liên hệ qua số điện thoại của bên Sơn Tiện Hùng Thắng. Đây chút xíu em test máy cho bà con anh em xem, xong rồi cần ai cần nhu cầu cái này xài đúng mục đích của mình thì mua về xài, có cách nước sẵn luôn, lắp cách nước luôn, chung là bao im. Cái thằng tua 1400 này cũng hiếm lắm anh em, đa số là nó về là tua 3600 nhiều, 3600 thì nó đẹp chứ lắm. Anh em nào thấy phù hợp công việc của mình thì mua. Này chạy phát điện, này bà chạy vô nhà nghỉ, nhà nghỉ phòng game rồi là ngay bài này, chuyển tiện cũng được luôn. Tại vì nó 20 kVA xài gia đình thì nó dư lắm, chỉ xài ghe câu đi biển thôi là ok nè.